Một ngày đi gà gặp ở ngoài đồng của nhọn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Hé luôn mọi người nha. Chuyện là mấy ông gà mọi người vô vụ. Người ta cắt lúa nè, cái tôi đi đồng nha. Mà bữa nay cũng su lắm, bữa nay tôi đi đồng gà gặp bị thắt luôn. Đặt không có hết gặp, mà còn gặp ngay cái lùa mà người ta đặt rồi nữa. Cái dính chuột cũng không có nhiều nha. Tối đi thăm mà dính được con ký ngoài 2 ký à. Rồi sáng bữa nay tôi dở gặp về, tôi chở về nè, sẵn rồi quay lại cho mọi người coi luôn. Mọi người nhớ coi thôi nha, chứ đừng có xem. Cho mọi người xem mấy con chuột tôi gà dính nè, con nào con nấy nú nu à. Rồi thì mấy con chuột mà dính hồi buổi sáng nè, tôi cũng cho vô gọng hết trơn rồi. Rồi cái tôi mới rửa tay cái chân vô sạch sẽ rồi chở chuột đi căng. Rồi tôi chở mấy con chuột lên tới chỗ căng rồi để lên căng nè. Ta nói căng luôn cái gọng mà vừa đúng 3 ký. Rồi cái mới chừng 2 cái gọng hết 600 gram nữa, là gốc cuộc còn lại được có 2 ký 4 à. Thì bữa nay được có 108 ngàn nha mọi người. Không biết mọi người sao ha, chứ tôi mà làm ra được cái đồng tiền như thế này nè là tôi quý lắm mọi người. Kiểu như là tôi tự bỏ công bỏ sức ra để làm ra tiền á, là tôi thấy trong lòng của tôi vui lắm. Rồi lúc chạy về nè, thưởng cho bản thân mình 4 cái bánh bò, về ngồi ăn sọc sạch đi. Rồi xong no rồi đó, cái chở gặp đi đặt tiếp nha.